Xin chào toàn thể bà con. Hôm nay kho hàng vật tư chăn nuôi Hồng Phúc xin được giới thiệu bà con đó là sản phẩm máng chuông phục vụ cho chim uống, chim bồ câu này, gà, vịt, ngan, thỏ uống. Vâng, thưa các bạn, đây sản phẩm máng chuông. Hôm nay tôi xin được giới thiệu bà con đó là sản phẩm về cách thức cũng như là lắp đặt, cũng như là hướng dẫn cách sử dụng. Vâng, thưa các bạn. Máng chuông của chúng tôi ấy, thì thưa các bạn, nó là hàng Thái Lan này. Đây, thưa các bạn này, chữ là hàng Thái Lan luôn này. Đó, trọng lượng của chiếc máng này nó vào khoảng tầm 6 lạng. Và thưa các bạn, đây, để sử dụng chiếc máng ấy và lắp đặt thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái bình nước này. Bình nước là mục đích chính của chúng là để cân bằng cái bình và tạo độ lặng cho cái bình. Bà con múc nước đổ đến nâng chừng cái bình này. Đổ đến nâng chừng cái bình này thưa các bạn. Đấy, chúng ta xoáy này. Đây chúng ta sẽ có một cái lỗ, một cái ống này, chúng ta xoáy nhé. Đây, xoáy chặt rồi, nước đã cho vào đến đây rồi, xoáy chặt đây. Bà con để đây cho tôi. Thứ hai, đó là về mặt phễu này, thưa các bạn. Ống chảy nước, ống này sẽ là ống chảy nước này. Bà con nên nhớ là đây, trong hai đầu ống này đều có cái hàng lỗ để chảy nước qua các khe này. Đây trên này bà con vòi lỗ, có thể xoáy các bạn. Đấy, xoáy vào. Vâng. Rồi chúng ta tiếp tục. Một cái ống này, dây của chúng tôi sẽ cấp cho mỗi một chiếc máng nước tự động này sẽ là 2m dây nhé. 2m dây này là ống TO6 các bà con. Ống TO6 này, bà con sẽ luồn cái ống vào trong cái đầu nối này trước. Rồi, bà con luồn vào trước này. Rồi bà con cấm sâu vào đây. Cấm sâu qua cái gờ này nhé. Qua cái gờ đây, nó có một cái gờ này. Bà con sẽ cấm qua cái gờ này. Khi chúng ta xoáy vào thì cái gờ nó sẽ là cái điểm giữ của cái ống này. Nó sẽ không làm gì nước và sẽ không làm gì cho cái ống này ra. Rồi thưa các bạn. Đây. Rồi đầu trên này bà con cũng làm cái gì như vậy. Cũng cho vào ống này, xoáy lên. Tiếp theo là bà con sẽ xoáy các cái ống này ra. Xoáy tôi hai cái ống này ra. Đây. Bà con đây là cái này là vào ống 21 nhé. Ống 21 thì bà con sẽ khoan cho tôi cái lỗ là ống muỗng khoan 6 ấy. Muỗng khoan 6. Bà con sẽ khoan vào. Đây nó có mùi rong rồi, rong cao su rồi. Thì khi bà con nắp vào thì sẽ không bị dỉ nước, chảy nước này. Bà con sẽ đây. Vừa theo ống bên đâu thì bà con xoáy gen ốc bên đấy cho tôi. Vừa ống bên đâu thì bà con sẽ xoáy gen vào cho tôi. Được chưa các bạn? Xoáy theo ống nhé. Xoáy vừa chặt. Chỉ cần xoáy tay thôi, không nhất thiết phải cà lê. Rồi. Đó thưa các bạn ơi. Chúng ta sẽ cho ống nguồn từ dưới lên trên này. Rồi các bạn, nước có sẵn rồi nhé. Bà con sẽ nhớ là cho chúng tôi nước đến đây này. Rồi. Bà con sẽ nguồn ống này. Trên đây, chúng tôi sẽ cấp cho bà con đó là một đoạn dây dù để bà con treo. Đây tôi là ví dụ cái dây này này. Bà con sẽ treo lên cái vị trí và cách mặt đất khoảng tầm 7 đến 10 phân thôi bà con. Để cho ngan vịt sẽ thò đầu vào đây và uống được này. 7 đến 10 phân là chúng sẽ không ỉa được vào đây. Rồi. Đấy, nước sẽ chảy này. Bà con sẽ chỉnh cho tôi cái ốc này nhé. Cái ốc này có nhiệm vụ là chỉnh nước ra, nước vào tùy theo cái mực nước bà con định cố định. Ví dụ như là nước nó chưa ra thì bà con xoáy nó chặt một tí. Đấy, và nước sẽ ra. Giảm đi một tí thì nước sẽ giảm đi, cái mực nước cũng sẽ giảm theo nhé. Vâng, thưa các bạn. Đây là cách sử dụng một chiếc máng chuông này. Và giá bán của chiếc máng chuông này thì bên kho hàng vật tư chăn nuôi Hồng Phúc đang bán trên thị trường giá là 90.000 đồng. Thưa các bạn, giá là 90.000 đồng một chiếc máng chuông dành cho ngan, gà, vịt, chim. Và thưa các bạn, 90.000 đồng nhé. Hàng nó chỉ là bền nhé, hiệu PP này. Hiệu PP. Nói chung là bảo hành chắc chắn là độ 2-3 năm là không hỏng lỗi. Thưa các bạn, đây là máng chuông chuyên dùng chăn nuôi gia cầm. Thưa các bạn. Ống sẽ tiếp theo là 2m. Đây chúng tôi cắt thử một đoạn để cho bà con dễ nhìn thôi. Ống sẽ tiếp theo chúng tôi cấp là 2m. Đây là đầu dẫn vào này. Nước ra này, chỉnh ống nước này. Và giá bán là 90.000 đồng.
bà con lấy nhiều sẽ được hỗ trợ vận chuyển toàn quốc nhé. Đồng thưa các bạn, hỗ trợ vận chuyển toàn quốc. Trên đây là một chiếc lò xo nhé các bạn, trong này là một chiếc lò xo để giữ mực nước. Tôi sẽ xoáy ra để bà con xem. Thực ra về nguyên lý cấu tạo của cái máy chuông là rất chi là đơn giản. Đấy, đây là một mực nước lò xo chỉ để tạo độ điểm nhấn của cái nước này ra cho bà con nhé. Nước thì sẽ truyền vào đây này. Rồi, bà con xoáy vào, bà con treo lên là sử dụng được. Đâu bà con? Ở trên đây là tôi vừa giới thiệu bà con về quy trình lắp ráp cũng như là sản phẩm máng chuông dành cho gia cầm của bên kho hàng của tư chân nuôi Hồng Phúc. Và bà con có nhu cầu mua hàng ấy, vui lòng liên hệ kho hàng của tư chân nuôi Hồng Phúc, địa chỉ Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Ngoài sản phẩm máng chuông, các bạn, ngoài sản phẩm máng chuông dành cho gia cầm uống thì bên chúng tôi được cung cấp máy cắt mỏ gà ấy. Tự động, bán tự động, quạt hút công nghiệp và tấm làm mát cho bà con, xi lanh và nhiệt kế thì bà con nên sử dụng mỗi một trang trại, bà con nên sử dụng một chiếc để chúng ta kiểm soát độ ẩm cũng như là cái nhiệt độ trong chuồng trại của chúng ta. Và thưa các bạn, đây là tôi vừa giới thiệu bà con xong sản phẩm máng chuông dành cho gia cầm. Và cảm ơn bà con đã theo dõi video, hãy đăng ký và chia sẻ video giúp chúng tôi để nhiều bà con biết đến kho hàng của tư chân nuôi Hồng Phúc để mua được cái sản phẩm giá tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.